Năm ông thần này đang rủ nhau vượt ngục, từ một chân tường, họ lấy ra một mảnh gương nhỏ. Sau đó lại dùng một chiếc thìa để đập nhỏ thành nhiều mảnh nhỏ. Từ đống mảnh vụn trọn ra một miếng nguyên vẹn. Số còn lại được đem gói vào một mẫu báo, cuộn tròn lại và vứt vào trong bồn cầu. Đúng lúc đó, bên ngoài truyền vào trong tiếng mở cửa. Quản ngục không biết từ đâu đột nhiên ập vào kiểm tra, Gheo phản ứng cũng nhanh, trực tiếp đem mảnh gương còn sót thả vào trong miệng. Quản ngục hạ lệnh lục soát toàn bộ bọn họ. Rất nhanh đã tới người cuối cùng, nếu cứ như vậy chắc chắn sẽ bị bại lộ. Gheo đánh liều kéo cần xà nước từ bên ngoài phòng. Tờ báo trong bồn cầu cứ như thế mà bị nước cuốn trôi đi. Quản ngục vội vàng chạy ra và hỏi, mấy cậu làm gì thế? À, bọn tôi chỉ thử tí thôi, xem nó còn sử dụng được không ấy mà. Quản ngục bị những lời nói này phân tán, tiếp tục quay lại soát người. Cả căn phòng giam bị lục tung lên, đây là cách mà quản ngục làm để kiểm tra đám tù nhân. Mục đích chính là để đề phòng bọn chúng vượt ngục. Lần này nhóm Gheo vẫn may mắn thoát nạn. Ngay khi quản ngục vừa đi, bọn họ lại tiếp tục hành động. Đầu tiên là lấy một chiếc bàn chải rồi buộc mảnh gương lên trên đầu của nó. Vậy là một thiết bị quan sát đã được tạo ra để phục vụ quá trình vượt ngục. Chỉ cần thò nó ra khỏi chiếc lỗ ở cửa là có thể biết được nhất cử nhất động của quản ngục. Trong tù, việc lao động công ích cũng hoàn toàn dựa trên tinh thần tự nguyện. Tuy nhiên, đám tù nhân lại mượn cớ này để tìm cách đào một cái hố. Vì để tránh tiếng ồn phát ra trong lúc đào hố, Gheo đã nhờ hàng xóm làm hỏng bồn cầu. Như vậy họ có thể khiến hai âm thanh trộn lẫn vào nhau để qua mặt quản ngục. Nhóm người chuẩn bị lấy một chiếc dây thừng, rồi dùng một cách thông minh để chuyển nó sang cho bên hàng xóm, thậm chí còn lịch sự mà cảm ơn nữa. Công tác chuẩn bị đã xong, màn vượt ngục chính thức bắt đầu. Họ phân chia công việc, người thì canh gác, người thì tháo ốc ở chân giường. Chỉ với một vài thao tác đơn giản, họ là có được công cụ thứ hai là một thanh sắt lớn. Vị trí họ chọn để đào lỗ chính là phía dưới chồng báo cũ. Âm thanh phát ra lập tức thu hút sự chú ý của đám quản ngục. Mặc dù có chút lo lắng nhưng thực chất họ chẳng hề sợ hãi chút nào. Bởi vì họ biết rằng bên hàng xóm cũng đang sửa bồn cầu đúng theo kế hoạch. Quả nhiên không ngoài dự đoán, hai viên quản ngục tới kiểm tra mà hoàn toàn không phát hiện ra. Cứ như vậy một người canh gác, bốn người ở bên trong luân phiên đào bới. Chẳng bao lâu sau thì một cái hố lớn xuất hiện trước mặt. Họ đốt giấy ném xuống để kiểm tra nhưng vẫn không biết cái hố thông tới đâu. Tuy nhiên, họ vẫn quyết định tối nay sẽ xuống dưới để điều tra một vòng. Đêm tới, họ đem toàn bộ số phế liệu và báo cũ vứt lên giường, dùng khăn tắm và dây thừng để cố định chúng lại và tạo ra một hình nộm thế thân. Sau đó Gheo và Clock núp vào một góc khuất, đợi khi quản ngục đi tuần tra các phòng thì họ sẽ cho hình nộm cử động để đánh lạc hướng. Cứ như vậy, viên quản ngục trực ca bị lừa mà không hề hay biết. Khi đã an toàn, họ vặn chiếc ốc ở chân ghế ra và lấy từ bên trong đó dụng cụ vượt ngục thứ ba là một chiếc cưa tay. Ngay khi Gheo và Clock xuống bên dưới cái hố, đồng đội giúp hai người họ thu xếp hiện trường. Họ còn cẩn thận buộc dây vào chân, như thế sẽ tiện liên lạc lúc quay trở về. Sau khi xuống bên dưới thì hai người họ phát hiện đó là một tầng hầm, mà vách ngăn ở phía trước lại hoàn toàn có thể dùng cưa để cắt đứt. Sau một hồi kỳ công, kết quả họ đến được một cái kho. Nhưng không may vừa tới nơi thì trùng hợp bắt gặp quản ngục tới lấy đồ. Hai người họ vất vả lắm mới thoát được khỏi tình huống hiểm nghèo này. Sau khi quản ngục đi, Gheo vô tình phát hiện được một tay nắm cửa. Chỉ qua vài thao tác xử lý, Gheo đã biến nó thành công cụ hữu ích thứ 4, một chiếc chìa khóa vạn năng, giúp hai người họ có thể mở được toàn bộ cánh cửa bên dưới. Sau khi tìm kiếm một vòng, cuối cùng họ cũng tìm tới được đường ống dẫn nước. Nhưng vì lỗ khóa đã biến dạng, nên chiếc chìa khóa vạn năng đã bị vô hiệu hóa. Tuy nhiên, chẳng mấy chốc họ đã tìm ra cách khác. Đầu tiên là nhấc ổ khóa lên và dùng một thanh sắt cố định, sau đó dùng chiếc cưa tay để cưa tới khi ổ khóa đứt lìa. Tới khi vào được trong đường ống, họ mới phát hiện cửa ra đã bị bịt kín. Lớp bùn đất bám bên trên cũng dày đến cả chục phân, cũng may lớp bê tông trước mặt làm từ xi măng chất lượng kém. Sau một hồi thương lượng, Gheo và Clock quyết định về phòng giam lấy công cụ rồi mới quay lại. Ngay khi hai người vừa quay trở lại miệng lỗ, quản ngục đột ngột tới phòng họ kiểm tra, khiến cho những đồng đội còn lại đều vô cùng hoang mang. Cũng may hai người kịp quay trở lại, họ nhanh chóng sắp đặt lại hiện trường. Chồng báo vừa quay lại vị trí cũ, thì quản ngục cũng ập vào. Tuy nhiên lúc đó năm người họ đều đã chăn ấm, đệm êm rồi. Họ cho rằng nếu cứ như vậy mà hành động thì không ổn. Lúc nào cũng có nguy cơ bị phát hiện, kế hoạch sẽ đi đời nhà ma. Vì thế họ đã nghĩ tới việc tìm thêm một công cụ hỗ trợ. Trong lúc đi tới phòng khám bệnh, họ phát hiện ra vô số chiếc bình nhỏ. Nhưng lúc bác sĩ không để ý, Đô Lăng đã lén lút đánh cắp hai lọ và cất vào chiếc khăn trên cổ. Trên đường quay trở lại phòng giam, anh ta còn lén lút bốc lấy một nắm cát thả vào túi quần. Số cát đó rất nhanh đã bị quản ngục phát hiện ra và thu hồi. Tuy nhiên trên thực tế, đó chỉ là cách Đô Lăng làm để ngụy trang cho mục đích thực sự của mình. Chỉ nhờ vào hai chiếc bình và chút cát còn sót lại, họ đã tạo ra được công cụ thứ năm, một dụng cụ đo thời gian nguyên thủy, đồng hồ cát. Qua một vài lần kiểm tra, họ xác định được một chu kỳ để cát chảy hết chính đúng bằng 30 phút. Ngay sau đó Gheo và Clock tiếp tục hành động, họ không quên đem theo một vài thanh gỗ để làm thành chỗ đứng vững chắc khi đục tường. Gheo vẽ một vòng tròn lớn trên tường và dùng thanh sắt lớn liên tục đục không ngừng nghỉ. Cứ như vậy hai người thay phiên nhau, người này mệt thì người kia tiếp tục. Nhờ chiếc đồng hồ cát, họ có thể tính toán chính xác thời gian để quay trở về. Năm người chia nhau theo thứ tự mà hành động. Họ đào ngày đào đêm, cũng chẳng biết là đào trong bao nhiêu ngày nữa. Cuối cùng thì lối đi cũng đã hiện ra trước mặt. Hai người họ chui qua cái lỗ, thay quần áo đàng hoàng. Sau khi trèo lên khỏi bậc thang, họ đã tìm thấy lối ra. Khi vừa mở nắp cống, thế giới tươi đẹp ở bên ngoài đã hiện lên trước mắt. Hai người quay trở về báo tin, họ vui mừng tới mức quyết định tối nay sẽ hành động luôn.
Klopp tranh thủ thời gian đi cạo râu, Gale thì ung dung đánh lại đôi giày. Roland thậm chí còn dành thời gian để ngắm Wood. Tất cả 5 người đều đã trong tâm thế sẵn sàng. Ngay khi đèn báo hiệu vừa tắt, quản ngục bắt đầu đi kiểm tra. 5 người vẫn diễn rất tốt nên quản ngục chẳng hề phát hiện ra điều gì. Ngay lúc mọi người ôm nhau từ biệt và chuẩn bị xuống dưới chiếc hố, thì một việc họ không bao giờ ngờ tới đã xảy ra. Toàn bộ quản ngục đã tập hợp trước cửa phòng của bọn họ. Chỉ nghe thấy Roland hét lên một tiếng lớn, quản ngục liền ập vào bắt họ ra ngoài. Đúng lúc này thì Roland cũng từ từ bước ra từ bên trong. Gale đứng trước mặt anh ta và nói một câu vô cùng kỳ quặc, thật là đáng thương. Tiếp đó Roland bị đưa tới một phòng giam biệt lập. Thực chất, kẻ phản bội không phải là Roland, mà anh ta chỉ là một quân cờ trong tay quản ngục trường mà thôi. Kẻ phản bội chính là Gale, anh ta là một giám sát ngầm trong tù. Thực chất, việc họ có thể dễ dàng qua mặt mọi người là do quản ngục trưởng cho người phối hợp thực hiện. Các công cụ vượt ngục thì dĩ nhiên Gale có thể mang vào một cách vô cùng dễ dàng. Qua bộ phim, chúng ta mới hiểu rõ được đạo lý của câu châm ngôn, biết người biết mặt không biết lòng. Hôm nay tới đây thôi, nếu thấy hay hãy để lại cho mình một like và share nhé. Cảm ơn mọi người.